cái lệnh đó vô á là bắt buộc con phải đưa bằng lái con vô. Còn cái này là cho tiền là khỏi cần lệnh luôn. Đây, bỏ lòng ta lại con. Thank you.
Vừa vô bếp cái gặp bên tay trái liền. Cái bến xe ngã tư ga gần nhà mình.
đường rừng mà hồi xưa, bây giờ có đường nhựa, nhưng hồi xưa là đường đất ở trong rừng mà. Bye.
không phải là bác chiều nay dạy hả? Ở xã Nam Cát Tiên thôi, tưởng đâu có thằng bác xuống là bữa nay có một chứng minh à mẹ đâu mà cho mẹ hai chứng minh chị. Thế là ở trong máy có được không? Ở trong máy có được. Rồi cảm ơn. Cô vậy là mình đi ra thì xe nó cũng vô đến nó đón phải không? Đúng rồi. Rồi mình ra thì có xe đón 80.000. Cái gì xe nào? Đấy cái xe đấy đây. Hôm qua ở đây đổ khí vậy. Mình ở bên kia ấy mẹ. Mình ở trong đây luôn. Thank you.
bắt đầu mình đang đi vô rồi. Đi vô nhận phòng rồi. Xuống đấy hả? Anh ấy đang để xe cho mình nhé. Anh ấy đang phải để xe để anh lùi ra. Xe đó là xe điện mà.